Không. Rồi chào tất cả các bạn nha. Bữa nay mà có dịp thì mình theo ghe có hai chồng chú Hai giật đợt mình nè. Nghe ông bả nói là cũng được mấy cá lóc với cá bà sa rồi đó. Cũng định là nấu canh chua hay kho gì các bạn ơi, cũng nghe nói hồi trưa thôi. Hai chồng của chú Hai giật đợt mình thì cũng mới chở thức ăn từ sáng giờ nè. Mình lên bến trên công ty thức ăn trên xe đét á. Rồi mình nằm tại đội chánh á, mình đợi bắt đầu họ mới vận chuyển xuống. Chuyển xuống rồi giờ mình mới vác cho mấy cái bè này nè. Bữa nay dặn theo ghe luôn, trải nghiệm luôn. Ông chú Hai với mấy con cái ổng thì vác thức ăn, còn bả với con gái thì ở dưới ghe nấu nướng luôn. Sẵn nấu cơm chiều luôn, xong rồi ăn. Nó đang vác đùng đùng nắng kìa. Ở đây thường là theo mình hỏi mình biết nha, thì một tấn thức ăn gì á là 55.000 công mình vác á, cứ chia ra vậy đó, tấn 55.000 á, rồi nhiều người đó, rồi mình chia ra. Thì thường một ghe này nè, chú Hai cũng nhận chở thì là nó tầm 10 tấn, 8 tấn, 9 tấn. Còn nếu mà dưới 5-6 tấn là không có lời nha, tại vì mình dầu tiền cộ mình chạy lên chảnh rồi đó mà, rồi xăng cộ rồi đó mà, như vậy nếu mà 5-6 tấn chở một chuyến vậy thì không có lời, có 7-8 tấn trở lên á thì mình mới có lời được chút đỉnh. Rồi ô siêu quậy xuyên lục địa này, ở đây là đang vác thức ăn cho bè của con Beo nè, cái bè cũng mới làm sau này. Hai ơi, Hai à, bà dặn tôi bà chốt nó mất tiêu cái gì bà Hai. Siêu quậy xuyên lục địa, lục địa siêu quậy Hai, còn gờ giờ còn có biệt danh là Hai Nổ đó. Ở nghe tiếng hò bả đâu đây mà. Rồi ô, cá năng luôn kìa. Bà Hai đâu bà Hai? Trời 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 trời. Tướng bo cầu giác cầu hai ba bao nó gì. Bạn thấy góc bự mình á, làm việc thấy nghiêm túc ghê không? Nãy cũng mới vào bè trên kia rồi, bè của bà Hai có cán rồi chảnh rồi. Một bao thức ăn gì là 25 kg. Hả? Kéo một xuống rồi hả? Nãy giờ quay phim rồi. Bây giờ cái ngày nuôi cá bè, giờ bè ở đây ra nhiều nó cũng đỡ nha, chứ bạn mấy bạn không biết đâu. Lúc mà mới làm á, mấy năm về trước đó, như Sư Mẫu có một bè nhỏ, cũ chủ có bè nhỏ, ở đây có hai bè. Mình kiếm mình mua thức ăn mà rất là khó luôn. Kiểu mình mua lẻ đó, lên cái tiệm mình mua thức ăn á. Mua xong trả tiền liền. Còn bây giờ có công ty nè. Nhiều khi họ giao thẳng cho mình luôn đỡ. Hồi đó tự đi mua mà giá lại cao nữa. Bà đâu bà Hai? Hai ơi. Thì chỉ huy gốc bự đang ngồi giỏng bạn ơi. Đó, gà tới, gà tới rồi, gà tới rồi đó. Gốc bự. Cỡ như chú Hai giật tật mình cũng phải nể bả chính số Hằng đó bạn. Nhưng mà vẫn chơi thôi. Đẩy lui luôn ha. Vác xong con đá lúc nào cũng có bằng đầy đủ chân á. Ngồi siêu quậy, ngồi ăn bánh đã không? Bây giờ có biệt danh là Hai Não. Ai là Hai Não đâu? Giơ tay lên. Yeah. Bây giờ Hai cũng tranh thủ mà nấu ăn mà. Bị nấu cơm thôi. Mình vừa vác thức ăn cũng vừa nấu ăn này cho mau. Cơm chính là mình vác ăn cũng xong luôn. Bè nhà nhiêu cậu? Cậu có số. Bè đó 1 tấn rồi, nó kêu nó vợ ra đi chứ.
Ừ, ta phải gọi là đạp cái lái vậy. Từ từ. Ông ấy từ từ nó bay ra xuống từ từ, đừng có gấp. Rồi đi theo ghe luôn hả? Không không ở bè bà ngoại sao? Bà hai thì giờ bà cũng đang vo gạo. Mấy bè có ăn bèo xong bây giờ tới bè có củ cá sủ. Rồi cô ba xinh đẹp mình ẩm chỗ cái đá. Để hôm nào có dịp á mình sẽ theo hai chồng chú hai luôn, chạy lên tới trên xe đét trên kia bạn, chỗ con tim nhập thức ăn á, trên đó nhập thức ăn luôn. Bạn thấy một cái chuyến thức ăn này rất mắc, rất là thời gian nha, tức là 6 giờ sáng là phải đi rồi bạn. Lên đó mình nằm chờ tài từ mình vận chuyển xuống ghe xong mình mới chạy về đây, xong mình mới phân phát ra mấy cái bè nè. Dây có 6 ly trước chứ sao, từ từ đi lấy sao trước rồi. Con gịch đi, con vết cái tay con quá con. Trời ơi trời. Có hai ông thằng đó kìa. Nó xài thằng tháo con dây kia, té. Vẫn chơi hoài. Trời ơi. Bó tay thiệt. Nó qua nó lại bữa nay định làm món gì bà hai? Là canh chua rau muống cá khô khô. Nói chung là cá gì nấu canh chua à? Cá bà sa, cá lóc. Ồ, nói chung là vừa nấu canh chua mà vừa kho tiêu luôn phải không? Ồ. Đây chưa hái mớ rau muống nữa. Rau quế có sẵn dần ha. Cây nhà lá dừa. À, không biết ra thằng thánh của bà hai đó. Đây nấu nồi cơm, nấu cơm còn nấu bằng bếp ga không, nấu món là bếp ga mà chứ mình ở dưới ghe mà. Còn hồi xưa thì đi ghe này á, cái nghề đi ghe này đa số ai cũng xài bằng lò xô. Hồi đó mình cũng có mấy năm trời cũng đi theo ba mình đi mua lúa à, xuyên mấy tỉnh miền Tây này luôn nè, mua lúa mình chà ra gạo mình bán á. Cũng lúc đó thời đó thì xài bằng lò xô. Còn sau này nâng cấp lên là xài bằng bếp ga. Rồi tướng ổn yếu mà dắt ba ăn ngon lành á không? Còn bên đây thì hai bác cũng đang bằng cá nè, với rau nhút, rau muống rồi chứ. Cái này là ở trên công ty là nó nhân công nó tự ấy xuống cho mình luôn hả? À mình về đây mình chỉ vận chuyển lên thôi gì. Bởi vì vận chuyển trên kia công ty nó vận có nhân công họ vô tu xuống ghe mình mới thức ăn lộn tùm lum.
Để thức ăn này có chia ra nhiều loại lắm, nhiều loại lắm. 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly tùm lum hết trơn. Nhưng thức ăn nó bự nhỏ tùy theo con cá nó bự nhỏ hơn cho dễ ăn á. Bên đây hai cũng đang chuẩn bị lặt ra muống nè, cá cũng mới bằng xong rồi. U xả luôn rồi. Đầy đủ chứ, cũng ve cái gì cũng có chứ ha. Thấy ghe nhỏ nhỏ thì chặt chọi mà, nhưng mà nó vui, gom lại chỗ một à. Đúng không bà cừu bà hai? Không có thiếu cái gì rồi à. Nợ hả? Chỉ có thiếu nợ hả chứ không, mà ra không có thiếu gì chứ hả? Được rồi. Sao cầu vòng này sao? Đầu vài điểm nữa tiếp. Giờ xuống tới bè của cô ba. Bè có củ sủ xong rồi. Số số thứ gì thứ thiệt không? Hả? Bây giờ tới siêu mẫu hả? Cô ba sao hả? Tôi mới này nồi cơm thấy cũng chuẩn bị nha. Chừng nào nấy chừng nó dài kìa. Này vừa vừa giao thức ăn chạy trên ghe mà vừa nấu ăn luôn, vậy mới sốc chứ bạn. Công đôi chuyện luôn á. Đàn ông thì vác, còn phụ nữ thì nấu ăn. Cái sườn à, cái sườn củ sủ giờ nhìn nó không ra luôn, dán gì đục gì đâu, gãy dần gụm dần rồi mục hết rồi. Một cái cá đồng hồng giờ con nó đổ về lên mặt nước mát trời là nó lên đẹp á, quá đẹp luôn bạn ơi. Nào, sao 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 sao. Ủa xả này hồi định làm gì bà ơi? Kho khô xả. Trời ơi, bữa nay con đầu tư có bóng đèn luôn á trời. Trời ơi. Trời ơi. Đầu tư có bóng đèn luôn. Không, mình quàm kìa mới ông mới quảng cáo à, ông mua cái bóng đèn trăm mấy chục ngàn mà. Bà mãi kêu kìa. Mãi kêu kìa. Dạ. Trời ơi, dữ dữ. Tới bè của sư mẫu. Lên đây nè. Một thằng đưa đó 20 bao đây, còn thằng đây cái này là 4 ly nè. Không ra. Thôi, thằng Hùng vác con Hùng không đi. Ai biết? Ăn rồi nè. Cái gì? Nói chung là đường bùn ngọt phải không? Ghe vác thức ăn bị lắc quá trời lắc. Hai quá chị còn chơi bằng tay không mà. Qua lường bằng tay không mà. Ừ. Bốn hũ mà chỉ có một cái muỗng thôi. Trong như ghe có khác chứ. Ừ, nồi cơm thấy không, nồi cơm điện nhưng mà bên nắp thì nắp không phải là nắp nồi cơm điện. Nắp nồi cơm điện. Sao nắp nhìn thấy lạ mà con? Ủa, nó khác con ơi. Ở sao khác không lấy cái nắp nồi cơm điện kia. Cái này có nước màu ấy luôn rồi đó hả bà? Để ngồi cho thấm đi, bắt đầu mình để lên bếp mình kho. Cái này và hai ba làm món này là kho sả ớt. Mới đầu cứ tưởng là kho tiêu, ăn ngờ kho sả ớt.
cá bà xà với cá lóc kho sả ớt. Đây mà hai ba cũng đang cắt rau muống nè bạn ơi, mà đợi nồi cơm chín xong ba mới kho được, tại vì hai chồng nói chung là phải nói sao ta, tiền nhiều quá nên chỉ mua một bếp ga nhỏ thôi, được có bếp ga thôi. Nấu ra đợi nấu nồi cơm xong mới đầu mới đắp bắt cá kho xong mới đầu mới tới canh chua, chịu đời sao cho nổi không. Không ra muốn mà lấy tay mà ngắt là xưa rồi, còn cỡ như bà hai mình nó chạy kéo mà. Bên kia bà Tư xinh đẹp đang cho cá ăn đó. Ủa, nhìn cảnh giờ thơ mộng quá bạn, đẹp quá, màu xanh nhật nhật nha, giống như trong tranh á. Nhìn cảnh sông Tiền giấc chiều thì quá đẹp, bầu trời trên xe nét đỏ gực, trời này đi chơi mới sướng ha. Giờ tới vẹt có ai đây? Trời cũng chuẩn bị sập tối rồi. Hướng trên xe nét quá trời đẹp luôn, đó gực chứ. Cả anh hai là núi đè đó. Đẩy qua đi đó. Thì cho té đẩy qua trước đi. Tao đẩy cái đít qua trước, cái đầu qua sau. Gầy gầy là hay hay mạnh. Đây nè. Qua nè. Rướng sụn của sư mẫu à. Sư đời sao nổi không? Kéo đây. Trời ơi nhìn cái tướng mà kéo kìa. Tướng là gọi là to con nhất cái ghe đó. Hai cốt di động. Trong mày nữa bò hai cốt di động nữa. Mười lăm gram rồi, rớt hộp 15 gram. Tới chuyện rồi. Ba ly không đó. Ủa bè bữa nay bè của cô ba xinh đẹp không có nhập hả? Hả? Dặn thiệt hả bà ba không nhập luôn hả? Bà không ăn à? Bè của bà như mới nhập mấy trước bởi vì thức ăn còn nhiều à. Vậy hả? Nhập nào trời? Vậy mà gặp sư mẫu ba cũng bán thịt trầu à không? Tụt nha. Ủa vậy thức ăn đây còn nhiều quá, Hiếu còn bè ai nữa mà nhiều dữ vậy? Ở phía ngoài á hả? Chắc như giặt ngoài gì? Làm cái món gì bà hai? Cơm chín chưa? Cơm chín chưa? Đang gắn nước cơm. Ở bè ở đây được cái là nhà cái đường đi nó rộng rãi, là xài bằng nhôm dán rồi nó ngon lành đó. Chứ mấy cái làng bè khác ở dưới Hội Xuân với lúc trước bình thường đi câu cá ổ, thường đi câu cá bè đó. Trời ơi bạn ơi, mấy người mà dán thức ăn bạn thấy khổ lắm. Tức là họ chơi bằng cái thanh nhôm mà tròn không à, họ chạy cho cái phim mà đi nó sàn tới sàn lưu gì đó, nó đâu có được mà dạng kiên cố như vậy đâu. Ở cái bè nhà ở đây ngoài nuôi cá ra thì mấy anh chị em đây nè cũng làm kiểu mà dạng mình đi tới lưu cho nó tiện đó, thì gia đình rồi xuống này nọ đó thường xuyên hàng ngày á, nên họ làm bỏ ra chút tiền nữa họ làm đi thoải mái vậy.
về nó khó, không? Đi sẵn thì chút xíu đi. Ồ bữa nay lo đi theo ghe chơi không không chịu lên ông bà ngoại luôn ha. Siêu quậy xuyên lục địa. Trời ơi nghe nói không ở đây có cơm rồi. Mưa tới rồi đẩy nước ăn. Tới gì bà hai, tới gì bà hai? Mở đèn lên cho mẹ. Trời ơi. Gì? Trời ơi, mày đèn đâu? Đèn dưới đây nè, sao nhiều chuyện ghê không? Giờ bắt đầu là chuyển tiếp tới bè tiếp theo. Còn lại ít nữa hết rồi bạn ơi. Trời hơn bo kìa, nó nằm luôn. Đuối luôn. Gặp trời mưa, trời giăng hải mới mưa lâm gâm xong ngừng là không miếng gió nóng nực. Mồ hôi đổ nộp nộp vô. Cái xuồng nó sát cặp theo cái ghe đó. Thứ dữ nè, đang nấu cơm nè, giờ đợi nồi cơm nữa. Đợi cơm chín cái nữa rồi, con cá là xong. Lụm gạo. Để đây tao bảy bao. Nãy còn sót lại bảy bao đây nữa. Bè cũ sủ nè. Trời ơi. Lẫn lộn như đây nè, bởi vì còn thiếu. Giờ móc mới bè, vác bè sư mẫu xong bây giờ mới lòi ra nó dưới đây nè. Trời ơi, mồi bén nữa kìa. Bao nhiêu đây, không giác được, bởi sáng giác được không? Tối luôn chụp. Hả? Đi ra bè này. Đây, 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 cái nữa tôi chạy lên, cái nữa hết rồi. 23 qua lên cho anh hai đi. Rồi đó. Rồi đẩy qua luôn nè. Ừ, đẩy qua. Xuống luôn. Đẩy qua luôn. Quá bám vô. Đẩy qua luôn. Thứ gì chịu nổi. Cái này nó mất thời gian xíu là khi mình về ghe. Tại mỗi bè nên mình phải chắc sẵn cho ta cho ăn cho dễ á. Với lại cái này là mấy cái bè trước nè, bè nhỏ 612 bởi đây nó hơi mất công. Còn mấy sau này mình ra mấy cái bè lớn 915 á thì nó mình vác mỗi lần mình vác cái bè nào thì sẽ đáng cái bè đó. Cái ghe nằm dưới đáy luôn. Lặn lên xíu xíu ơi. Cái kia đó trước đó con. Tới giờ bắt đầu nấu canh chua phải không? Ok. Ồ, cơm chín gọn bạn ơi. Nè mấy con ơi, cơm chín mấy con ơi. Giờ bắt đầu tới canh chua. Nấu canh chua. Gì gì mày? Gì mày? Cái mẹ mở cái đèn pin gì? Ông có lấy đèn không? Bao nhiêu bao? 20. 20. Hai chục chất gặp bên này với bên chồng lên đó luôn đi. Ba ly luôn mà. Ba ly luôn. Ừ. Cái đống lưới kéo vô chồng đó đi hiếu. Ừ, kéo cái đống lưới vô chồng đó luôn. Ừ. Kéo vô chồng đó luôn. Ừ. Kéo vô. Ừ. Ừ. Vô.
Trời ơi, này đầu tư cái đèn cũng sáng dữ ha. Có không tắt không? Nè, tắt ra nè. Sáng không? Chưa kiếm điện mà. Đó rồi đó. Đó rồi. Tắt cái đèn sáng không? Trời ơi trời. Sáng chân lên. Giờ đợi nước sôi gì mà hai? Mày mốt hai chồng chúng số mua thêm hai cái bếp ga nữa. Nấu lượt là ba cái bếp ga luôn màu, mỗi cái món món này. Đúng rồi. Mai mốt có tiền để kiếm tiền mua cái bình ga lớn anh, có bình có cái bếp một kìa. Bếp một. Bếp một mà xài bình ga lớn á. À mới gọi mình lấy ra ừ, cái đó mà nấu màu à. Vẫn kè. Mà giờ không có tiền mua cái bình với cái quan. Nghe mà nó đứt từ gột bạc bạc không? Cậu biết không à? Cậu biết rồi. Mua thiếu người ta không bán. Hai chồng bà nó chùm ở ra cộng hẹn này lại mua thiếu ào không cho bán. Hỏi rồi đó chứ. Hỏi rồi chứ. Thiếu không bán. Buồn thật chứ. Bác con mở cái đèn nó ra nữa hồi là nữa rồi rồi ra đèn kia sáng rồi hai mở nửa đèn này lên ôi sao ạ giờ chạy vòng phía qua phía ngoài nhắc ngoài á còn lại ít nè đâu tao mấy gì nữa ở cái này nước đặc bơi dữ vậy chú hai mà góc bên đây nè. Ở đây chạy ghe nó hơi khó xíu do dòng nước nó không chạy xuôi như mấy chỗ khác mà mình xuôi ngược là ở trên đổ xuống hay là dưới đổ lên còn ở đây là quặng sấy á nhiều khi trong bờ nó đập thẳng ra vậy nè. Bài mịt mù vô không? Này thấy bè của bà Tư xinh đẹp. Theo nó đập chân dài đi. Vậy. Siêu quậy xuyên lục địa. Hello hay nổ. Hello hay nổ. Hello hay nổ. Hello hay nổ. Có à? Có. Có. Giờ tên nào? Giác sao? Giác luôn ta. Giác 6 tụi 3 bả còn 55 bao. Giác 6 tụi 3 và 5 bao đó ai bụng mày bụng gì đó. Nó bụng. Tắt rồi con. Muối nha. Cái tay ghê. Vậy muối. Muối hả? Muối hả? Rồi luôn, muối luôn, muối luôn. Trời mà hai chồng người chú hai mình Hà Tiện nó nổi mà mỗi cái đèn mà sợ hết bình nữa bạn. Coi ở đó đó. Cái đời nổi không? Bà không nói là ổng luôn là ổng nữa. Đó là gì bà hai không có dịch bà hai? Ừ, bụng ngọt, bụng ngọt. Bà nữa, mấy xì nương. Mấy xì nước nương. Dạ này hai chồng bà thiếu nợ lắm sao mà thấy để quần ngọt hơi tương đối hay nhiều nha bà hai. Quên ha. Nước nông uống cũng không kịp nữa. Ông hai uống mà thôi thằng hai nó nước. Cho cá vô. Còn bè cá bà tao xinh đẹp nó dạng ghê nha. Đang vác thức ăn đùng đùng nó ăn rồi nè. Mà chịu đấu nó chạy gầm gầm. Vậy
Vậy là chờ đợi tiếp không ai? Chờ đợi tiếp, sau lên cá chế chanh vô, bỏ muống vô là xong một món. Lụm gạo. Lụm. Bụng lắm cái gì trời. Nó bụng hay sao? Nó bụng muốn chết. Xuống đại đi, không sao. Không có làm gì mà cũng đau bụng. Châu trên kia luôn đại đi. Nãy kêu ở bè đi ăn cơm với ông bà ngoại không chịu, đòi đi ăn cơm với ông bà hai, rồi giờ tháng nó bụng. Ở đây cổng ba không luôn mẹ. Đầu thứ ba không à, bo thứ ba, hồng thứ ba, thiếu thứ ba, nẩu cũng thứ ba luôn. Thứ ba nữa. Ừ, lực sĩ không? Ừ, đúng. Mai mốt đưa Dũng gì? Dũng không? Hùng. Hùng chứ. Lên đội trưởng đội bốc xếp đi. Nhìn thấy hình để hình nó gâu găm rồi nó ghê gớm kìa. Cái điều muốn lên lên cơ chứ. Lên cơ bắp dần. Một cái là gâu găm nó ai giữ ốc nha. Dạ, qua đồ lãnh hai kia chết lượt mà. Xào mới đặt hai nấu, thằng chỗ bỏ mất tiêu rồi xào. Ừ. Thiệt chứ, chỗ ta bỏ mất tiêu rồi kìa 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 kìa. Cắn hết rồi. Cho chanh vô. Có người thì nên nhắc xuống ta mới để chanh, còn bà hai này thì bà để chanh trước. Bà nói trước sao gì nó cũng vô bao tử hết à. Cho con muốn vô. Dán tới ăn cái ghẹo lắc tới lắc luôn. Ủa nó thơm, để miếng chanh vô thơm thiệt bà hai. Thêm nước mắm vô còn thơm nữa. Canh chua phải có nước mắm điểm chút xíu không? Mới thơm. Vậy rồi đó bà hai. Cho nó sôi lên cái nữa. Sao bừng lên cái là lụm gạo. Cơm chính là bắt đầu thức ăn mình vác cũng gần xong luôn. Vậy là xong. Giờ xây ở đây xong rồi đó nha bà hai. Xong rồi, mình cũng sắp sửa xong. Ngồi canh chua chuẩn bị chín rồi. Chuẩn bị chín. Ôi siêu quậy nó quậy cơ nè. Hỏi bà hai xong chưa? Đâu con nó bụng quá à? Nó còn dữ lắm rồi. Liếm liếm nó kìa không nhớ. Tay vảnh vảnh nó ghét không. Phụ. Trời ơi nó ngon. Vậy con nếm nữa hả? Nếm nha. Nước miếng chảy hả? À. Vậy hết nổi rồi. Trời ơi siêu quậy. Sao? Ngon. Ngon muốn xỉu. Ừ, đặc sinh đó, mới đêm nếm xong ngon quá, đầu sinh nữa. Nè cái áo này nè, lao đi. Để ra cái quế đồ vô. Vậy là xong với ít ớt. Trời ơi trời. Đám con nuôi của hai bà đi đâu là cái chợ thì. Vậy sao? Vậy dân xong tiền. Xong một nồi canh nha. Xong một nồi canh. Giờ bắt đầu tới nào cắt kho. Gì đâu.
tự nhiên về này nó kêu con đi xuống ghe rồi hỏi con không đi về hay gì. À, mấy đứa ấy à, xong hỏi tắm tắm rửa đi gần hoàn cơm để mồ hôi khô cái đã. Bây giờ bắt đầu chạy về bến tập kết thôi bạn ơi, về đó ăn cơm xong hết rồi. Ồ thơm quá bà hai ơi, nước cái mũi chưa, nước cái mũi chưa. Vậy sôi ngột ngột nè, về tới bến luôn là về, vừa chín luôn, dọn gan luôn. Bò cô bốc lái thì ớn lạnh chưa. Ủa dùng chân nữa không, đạp luôn ha. Bệnh giờ nó đâu tuôn vô. Cảm giác còn gì bạn, bạn ơi bữa nay trải nghiệm cùng vợ chồng chú hai công nhận vui thiệt á. Hai ba nhóc kia đi bè về rồi, nó đi đường trên nè. Hướng xe đét giờ lên đèn đẹp quá, còn bên kia cái đèn đảo gật như cái trung tâm giữa đó là tàu du lịch nước ngoài á. Ôi ôi chỗ này có quặng sấy rồi kìa, quá trời có quặng sấy. Trời ơi chào ba, xin chào xin chào. Bè đó bè con bèo siêu mẫu đó. Bữa nay hai chồng chú Năm Duy Thông về Lai Dung rồi, chắc mai mốt thì mới xuống. Cái ghe này mà bài ra đây ăn nhậu là vô tư luôn, cộng gái nhậu tẹt ghe luôn. Bình ở đây chỗ Năm không tắng gì lắm mà trời, quặng sấy trên cái da mỏ đạp vô đây nè, lục bình nó tấp vô đây không. Về tới bến tập kết rồi đó. Tính ra bữa nay nguyên gia đình chú Hai là nguyên một ngày trời, từ lúc 7 giờ sáng tới giờ mới xong công việc. Giờ này không cũng gần 7 giờ tối rồi. Cá chín chưa bà Hai? Cá chín chưa bà Hai? Chín rồi. Rồi vậy là dọn ra ăn thôi. Ừ thơm quá rồi, nãy giờ bụng kêu ót ấy đầu ẹt nè. Quá tốt chứ ha, nẹt bô rồi nữa. Ừ anh đâu có chịu. Wow, con nồi gà cá kho xả ớt kìa. Bây giờ đang sôi một một một. Thay luôn. Hay là cộng với kia. Biết bà ba xinh đẹp bằng cái bà sa ăn được, mà cái dừa ba ăn được hả? Cá dừa, cá bà sa, cá sát, cá hú. Trời ơi trời. Cũng là cá da trơn mà bà ăn được. Vô giá bà nè, chúng 70 triệu cho bà đó. Chúng 70 triệu. Tấm vé số nào chúng 70 triệu. Nãy đậu đi theo ghe đặng cơm dưới đây xong cái cuộc nãy chưa chín nha, đậu nó bụng quá. Tao giục chén nó mấy chục nè mấy ơi, giống như hồi nãy mình giục bao vậy đó con. Thế giục con chụp nè. Con chụp mày vô cái đầu nè. Mua xóa liêu. Trời ơi. Chứ quá hả? Lộn đại rồi, bà ơi. Phượng ơi, xuống đây con. Ơi, chúng lộn đài. Chúng lộn đài. Ngày ngủ xuống đây ghe mình đứng ăn rồi coi. Chị. Như ăn cơm gọi gì á, thấy ông bả ngồi ăn cơm gọi gì. Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện với mình. Đừng nói chuyện nha. Giờ bữa nay tôi ngồi về được nè. Rồi vô đi mấy con, vô ngồi ăn đi. Hai ba thằng gì ngoài kìa. Hiếu bò rồi kìa. Ngồi sát vô cây. Ngồi luôn lại giờ giờ em con.
Thôi để cho nó ăn đi, để Như đút cho nó ăn cũng được mà. Hồi nãy nó đòi ăn nãy giờ. Lại bà Hai đút nè. Tao ngồi đây chút xíu cho nè. Lại bà Hai đút cho con nè. Đi ngồi luôn cho coi. Đi lại đây bà Hai đút con nè. Đi lại đây. Nó gộn gàng quá. Ăn mà nó cũng gộn gàng nữa. Hai lên mẹ Phượng kìa, mẹ Phượng đút cho ăn kìa. Nóng rồi. Nóng đó, ba cái nồi nóng không đó. Ừ, lên. Mẹ Phượng đút cùng nhé. Bữa nay không? Không chịu. Không chịu lên về luôn, mẹ Phượng đút ăn luôn. Thứ gì chịu nổi không? Không gì. Đó. Đi đâu? Bên Như nè. Chui qua đi đường cha đằng này. Đi đường ngoài đó. Từ từ chị em chưa có. Ấy lẹ ra lên mẹ Phượng đút cơm ăn kìa. Mẹ Phượng đút cơm ăn rồi, lẹ lên. Nó ngồi bên kia. Hậu rồi. Hiếu, hậu, hiếu. Lên. Lẹ mẹ Phượng đút cơm ăn còn về sớm kìa. Nhanh lên. Chị ba có chưa? Bên Phượng. Bà ba đỡ cá cho Tin đó bà. Con vợ tôi nè. Ngồi tôi nè. Tôi không có nè. Tôi không ăn nè. Để đi cho bà Hai bà đút ăn đi. Tôi đòi đây nè, bà ăn đây thôi, để bà đút ra. Đúng chưa, đúng chưa, đúng chưa. Cá khoi được rồi, con quay đây. Dạ đấy, rồi bà Hai mới đút ăn kìa. Cá khô, canh. Cá canh đi. Sao, hồi nãy hấp canh ngon, bây giờ con ăn ngon không? Ngon chứ. Ngon chứ. Ngon thế. Ăn chưa? Cú cá nào. Ăn đi. Ăn, vô. Cá khúc giữa đó chị, khúc giữa nè. Nè Tin. Ôi trời, đi theo chi mà đói bụng chết. Cho ông Hai đôi đũa con, để ông Hai ngồi chảy nước miếng, chảy nước miếng. Bỏ đôi đũa ra cho ông Hai. Giống như ông kiếm vậy đó. Ngồi là ông kiếm chảy nước miếng nữa đó. Bầu thứ gì chứ nó kiếm ơi. Thứ gì chịu nổi không? Vô luôn. Ồ, có nè. Ờ, rồi chơi nguyên ngầu, nguyên chảo, dòng thứ chân ở dưới ghe mà. Tin nó chảy nước miếng, chảy nước miếng. Một ngày cực nhập. Cực, mình mới nói cực gì đó nha. Cực. Dưới ghe mà chơi trong nồi không bằng nhỏ gọn. Cái mút cà tô để lùm la, đâu có chỗ ngồi. Nè, cho Tin cục này nữa nè. Một ngày cực khổ. Còn mình chưa ha. Muối nó có gì khác hả? Có thịt mà đâu có chiên kịp đâu. Nhiều ăn nhiều đi. Có nhiều ăn nhiều đi. Trời, có được. Hả? Không có. Tính hỏi bà ông Hai, hỏi bà Hai có thịt chiên nữa mà không chiên. Chưa chiên kịp. Đói quá, bào quá rồi. Trời ơi, chú Hai mình ngồi cho bạn thôi mèo. Ba ơi. Gì cá lóc biển, cá lóc biển gì? Ba nói cá lóc đậu quá, mang cá lóc biển. Cả đó đó hả? Cá lóc mà có gâu tao mới ăn. Bà con ăn cá ngoại, bà rồi đi theo ghe. Xong nấu chưa ăn xong. Rồi mới đói bụng qua hai, bụng cá dục bự. Cá dục lên hồn dĩ thằng ôn chạy. Không. À chưa, ông cao dính cốt luôn nè. Bụng cá lên giật mình luôn bạn. Đáng vậy quá. Mấy con cha nói nè, có chút kiếm ăn rồi con nhá chứ mấy con cá là sẽ con. Sáng giờ chưa giờ con vô giác nó ăn bởi mệt mới nó vừa mệt mà vừa đói bụng mới ai cũng ăn con thấy ham không? Bữa nay chắc ba nồi cơm bà Hai hết luôn quá. Cá lóc, cá bạc sa, kho sả ớt.
Ừ, mà hái thấy mà đứng đâu kho tiêu ăn nhà bắt kho sả ớt chứ. Ngon lắm nha. Thấy không? Ngon thiệt. Ừ. Thay vì lương kho sả ớt bây giờ mà chuyển qua cá kho sả ớt luôn. Mà cá sả ớt tiêu xưa rồi. Ừ, đúng rồi. Nhỏ thì kho sả ngon chứ bộ. Mà chị kho sả nó mềm hơn cái chị kho tiêu. Ừ. Kho tiêu nó cứng ngắc hà. Ê, kho sả cá lóc còn ngon giò cái gì nè. Ừ. Kêu kho hầm á, cá lóc á. Mổ bụng ra là ngâm nước muối rồi mổ bụng rồi để nguyên con kho. Ừ. Nó nhỏ được, hai chồng này nó nhỏ là có chuyện gì đó ngoài ám lắm nữa. Nguy hiểm lắm. Nè con. Tốt quá. Chứ quậy nãy ăn được con chén chưa? Sắp hết chén rồi. Thứ gì chịu nổi chứ. Nè con, tin. Đây tin nó quay nó lỡ nó làm cái anh tiền. Quay mặt lại con, tin, quay mặt lại. Tàu nào? Tàu nào là cũng tàu của ổng hết trơn á. Cái tàu con dài á. Đúng rồi, tàu con á. Ôi. Tàu nào cũng tàu của ổng. Rồi sẵn đây thì mình cũng xin kết thúc clip luôn ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn các bạn clip sau. Chứ nãy giờ chảy nước miếng lắm rồi. Chảy nước miếng lắm rồi. Nãy giờ ăn chảy nước miếng chìm đồm đồm vét lên nè. Ghét luôn. Thứ gì chịu nổi đây không biết nữa. Rồi chào bạn nha. Hẹn bạn clip sau nha. Quá trời cưỡng nổi.